Ngay từ sáng sớm ngày 13 tháng 2, nhiều người dân ở An Giang đã tập trung trước tòa nhân dân tỉnh An Giang để ngóng chờ thông tin tòa nhân dân tỉnh An Giang xét xử trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tên gọi khác là Mười Tường, 54 tuổi và 24 đồng phạm bị truy tố về tội buôn lậu 51 kg vàng. Đến 8 giờ 30 phút ngày 13 tháng 2, Đại diện toàn nhân dân tỉnh An Giang đã thông báo quyết định đưa ra xét xử vụ án buôn lậu 51 kg vàng và đọc trình tự tố tụng về họ tên các bị cáo và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cũng như kiểm tra thủ tục giấy tờ của các luật sư bào chữa. Đáng chú ý, tại phiên tòa có 23 luật sư bào chữa cho 25 bị cáo liên quan đến vụ buôn lậu vàng trúng động miền Tây. Phiên tòa này còn xét xử các đồng phạm của Trùm buôn lậu Mươi Tường về các tội danh khác như trốn thuế, rửa tiền liên quan đến Mươi Tường là các chủ doanh nghiệp tại An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động mua bán vàng suốt thời gian qua. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 tuần từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 24 tháng 2.